siêu sao Messi vô địch Olympic như Neymar, qua mặt Ronaldo. Lần đầu tiên và duy nhất, siêu sao Messi tham dự Olympic 2008 tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã giành huy chương vàng, tương tự đồng đội cùng Neymar. Trong lúc Ronaldo chỉ có huy chương đồng, bóng đá được đưa vào Thế vận hội Olympic mùa hè trong hơn 120 năm với một số cầu thủ giỏi nhất thế giới từng khoác áo cho đội tuyển quốc gia của họ. Cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Argentina, siêu sao Messi là một trong nhiều ngôi sao vĩ đại đã tỏa sáng trên sân khấu lớn Olympic. Đội tuyển nào giành nhiều danh hiệu nhất ở Thế vận hội? Giải bóng đá nam đã góp mặt tại mọi kỳ Olympic mùa hè, ngoại trừ năm 1896 và 1932. Còn môn bóng đá nữ bắt đầu tham gia từ năm 1996, kể từ khi môn thể thao vua này được đưa vào thi đấu. Nhiều huyền thoại toàn cầu và ngôi sao triển vọng đã sử dụng Olympic này như một bệ phóng để tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia của mình. Không giống như định dạng thông thường được áp dụng trong các giải đấu lớn, Thế vận hội yêu cầu các đội nam phải bao gồm các cầu thủ dưới 23 tuổi, cùng 3 cầu thủ quá tuổi. Giải bóng đá Olympic dành cho nữ thì cho phép có một đội hình tuyển quốc gia đầy đủ, không giới hạn độ tuổi. Đội tuyển Olympic Anh và Hungary giành huy chương vàng nhiều nhất tại Thế vận hội ở môn bóng đá nam. Đối với Anh, những huy chương vàng này đến vào các năm 1900, 1908 và 1912. Mặc dù họ không phải là quốc gia duy nhất đạt được thành tích này, Hungary cũng có các ngôi vô địch vào các năm 1952, 1964 và 1968. Ngang bằng với thành tích của đội tuyển Olympic Anh, trong giải đấu dành cho nữ, tuyển Mỹ là đội thành công nhất trong lịch sử Olympic. Họ giành được nhiều danh hiệu Thế vận hội nhất với tổng cộng 4 huy chương vàng vào các năm 1996, 2004, 2008 và 2012. Tại Thế vận hội London 2012, cầu thủ chạy cánh người Mỹ Megan Rapinoe đã ghi bàn thắng đáng nhớ trực tiếp từ quả phạt góc và trở thành cầu thủ đầu tiên tính cả nam lẫn nữ làm được điều này. Siêu sao Messi làm dày thêm bộ sưu tập. Tiền đạo của Argentina đã giành huy chương vàng Olympic trong lần đầu tiên và duy nhất tham dự Thế vận hội năm 2008. Tại Bắc Kinh, đội tuyển Olympic Argentina đã thống trị giải đấu, giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu với siêu sao Messi ghi được 2 bàn thắng. Màn trình diễn nổi bật đã giúp Messi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất. Messi không phải là ngôi sao duy nhất góp mặt cho Argentina tại Thế vận hội Olympic. Tại kỳ Thế vận hội của mình, siêu sao Messi đã chia sẻ thành công quốc tế với những người đồng đội huyền thoại Angel Di Maria và Sergio Aguero. Năm ngoái, siêu sao Messi cũng đã lên ngôi vô địch thế giới và mới đăng quang Copa America lần thứ 2 liên tiếp. Một quốc gia khác nổi tiếng với việc sản sinh ra nhiều tài năng đáng chú ý đã thi đấu trên đấu trường Olympic là Brazil. Tuy nhiên, khác với siêu sao Messi, hai chân sút nổi tiếng Ronaldo và Ronaldinho đã thi đấu tại Thế vận hội năm 1996 và 2008. Mỗi người đều chỉ giành được huy chương đồng. Cầu thủ hai lần góp mặt ở Olympic là tiền đạo Neymar đã ra mắt tại Thế vận hội ở London năm 2012 giành huy chương bạc cho Brazil. Năm 2016, Neymar đã tạo nên lịch sử trên sân nhà khi anh là đội trưởng đội tuyển Brazil giành huy chương vàng Olympic đầu tiên. Nhà vô địch Brazil đã không đủ điều kiện tham dự giải đấu dành cho nam tại Thế vận hội Paris 2024. Mặc dù đội tuyển nữ của họ vẫn hy vọng giành được huy chương vàng Olympic đầu tiên tại Paris 2024, huyền thoại bóng đá người Brazil Marta, 38 tuổi, sẽ thi đấu giải đấu bóng đá quốc tế cuối cùng cho đội tuyển quốc gia của mình và cũng là lần thứ 6 góp mặt tại Olympic. Sau 6 lần tham gia World Cup,